Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn cắt dự án này đó trên kênh của mình thì mọi người cho mình nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó ăn chia 600.000 token G9BC. Để tham gia kèo iDot này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình sẽ đóng hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu glm.io cho mình nhé. Ở đây các bạn follow kênh Twitter nhiệm vụ đầu tiên, sau đó tweet đã bài tweet ở trên kênh Twitter nhiệm vụ đầu thứ hai cho mình nhé. Mở kênh Twitter lên. Và Twitter lên. Bấm theo dõi kênh Twitter này. Ok. Sau đó kéo xuống bài đăng, mọi người có thể like, retweet lại bài đăng này. Rồi sau đó quay trở lại iDot, tích vào con tin. Tiếp tục tweet lại bài tweet này. Bấm đăng tweet này. Ok, sau đó quay trở lại, tiếp tục tích vào con tin cho mình. Ok, tiếp tục follow kênh Twitter này nữa này. Chúng ta vừa follow xong, view Twitter cũng vừa xong xong này. Rồi, bấm con tin luôn. Tiếp theo là retweet, cũng vừa retweet xong luôn mọi người nhé. Bài đăng và retweet này. Như vậy chúng ta cần retweet là bài đăng. Bấm con tin khi retweet xong mọi người nhé. Tiếp theo là follow kênh này. Tweet là bài tweet này. Bấm đăng tweet cho mình. Rồi sau đó quay trở lại luôn, tích vào con tin. Ok. Anti code. Ở đây mọi người sẽ nhập cái Twitter code cho mình nhé. Đấy, nhập như thế này cho mình. Rồi sau đó bấm con tin. Được. Ok. Tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo là nhập chỗ này cho mình. Đấy, ok. Rồi. Enter user Twitter. Nhập user rồi, retweet bài đăng này đã xong. Rồi, giao vào kênh Discord cho mình. Ok, bấm chấp nhận lời mời này. Rồi, kéo sang phải này. Chúng ta xem. Ok, mình đã retweet rồi nhá. Và bấm Ruler Verify. Ở đây mọi người đã verify tài khoản này. Đấy, như vậy được nhá. Ok. Kéo sang phải này. Rồi, quay trở lại iDot. Tích vào con tin luôn. Ok. Và đó thì mọi người sẽ có một cái link Z để mình giới thiệu bạn bè và người thân. Hiện tại thì địa chỉ ví nó chưa cập nhật nhá. Mình sẽ cập nhật địa chỉ ví trên link này sau. Mọi người nhớ đón nhớ cập nhật dự án ở trên kênh Twitter nhé, trên kênh Telegram nhé. Mình sẽ cập nhật link này để cập nhật địa chỉ ví điền sau mọi người nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.